đây là một bài rap được gọi là rap, rap lời nhạc ở trong đầu cứ thế mà khai thác giống như tao nghĩ rap, nhưng mày đi sẽ dừng lại nhưng trong giới underground sẽ gọi tao là huyền thoại. Ê, để tôi nói cho mày nghe, đây là nhạc rap chứ không phải là đường xe. Nếu như tao đã chết thì hãy bật bài này lên để tôi để tôn vinh những bài nhạc tao làm nên. Và nếu tao đứng được gọi là GA, nếu như mày không thích thì cứ việc đi ra, nếu như mà tao chết thì GA vẫn tồn tại và nó sẽ phát triển và trường tồn mãi mãi. Tao không sợ trở ngại trên đường đi vì cái thứ tao flow được gọi là IAB. Để tao nói cho mày biết tao đang flow, nếu như đây là final check thì sẽ không sao đâu. Because my life will be a longer, bye hater, I will see you later. Bởi vì cuộc sống của tao nó sẽ trở nên dài hơn. Tạm biệt hater, tao sẽ gặp lại mày sớm. Every morning it is a same thing, work it up to the best it brings. Tao xuất phát đến từ GGA, nhà của tụi tao sẽ tiễn tụi mày đi xa. Tụi tao không bao giờ trở ngại giống lũ snack, sẽ không giả tạo và cũng không có phát, vẫn là chính mình và không là ai cả. Bởi vì tụi tao được gọi là GA. Yeah, GA, GA, round up it is a GA, fuck GA, GA, round up it is a GA, fuck.